Đây là chiếc Xiaomi Redmi 6A, một trong chiếc điện thoại có cái giá rẻ nhất trong thị trường hiện tại. Vậy thì mình lại đặt ra câu hỏi là chúng ta có nên mua chiếc điện thoại hay không? Mình sẽ trả lời là không. Lý do vì sao chúng ta cùng xem video nhé. Mình cần phải nói rằng chiếc Xiaomi Redmi 6A là một phiên bản có thể gọi là nâng cấp của chiếc Xiaomi Redmi 5A. Trong tầm giá dưới 2 triệu thì các bạn sẽ có rất nhiều những lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên thì với những chiếc điện thoại của Xiaomi này, của Nokia này, của Meizu thì đây là ba trong số những lựa chọn chúng ta nên dùng nhất. Và các bạn còn nhớ là những chiếc máy như là Xiaomi Redmi 4A, 5A năm ngoái năm kia ấy, thì mang lại chúng ta một trong những cái trải nghiệm rất tốt, đặc biệt là ở trong cái quá trình các bạn trải nghiệm game, trải nghiệm app hàng ngày, bởi vì hiệu năng nó khá ổn với con chip là Snapdragon 425 như là trên chiếc Redmi 5A. Tuy nhiên thì cái sự ngon của nó trên chiếc Redmi 5A theo mình thấy là năm nay trên 6A nó không còn nữa. Nhưng mà mình sẽ nói về những cái cải lùi đó sau. Còn chúng ta sẽ nói về những cái điểm thay đổi trên chiếc điện thoại này trước. Đầu tiên là về thiết kế thì các bạn sẽ thấy rằng là so với chiếc Redmi 5A thì đây là chiếc điện thoại được làm bo tròn hơn, cầm ôm tay hơn, ít chi tiết thừa hơn, và mình thấy rằng cũng là một trong điểm đáng khen, mặc dù cái mặt lưng này vẫn chỉ là bằng nhựa thôi. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ có một cái màn hình to hơn. Năm nay màn hình của chúng ta đã là 5,45 inch rồi, to hơn cũng gọi là một chút so với chiếc Redmi 5A. Và các bạn nhìn thấy mặt lưng này, chúng ta sẽ có một camera kép. Đùa rồi, không phải camera kép đâu. Đây là một cái camera kép trá hình mà chúng ta sẽ có thêm một đèn flash ở đây. Có lẽ là các nhà sản xuất cầm giá rẻ này hơi lậm camera quá nên là họ làm cái thiết kế như này thôi, chứ còn cũng chẳng có gì khác biệt cả. Và thêm vào đó là cái phần loa này chúng ta cũng làm thanh thoát hơn, nó không còn là một dài quá dài nữa. Nên là theo mình thấy về cái mặt thiết kế thì so với chiếc Redmi 5A, chiếc 6A nó có cải tiến nhẹ, và đây cũng là những cải tiến rất đáng khen. Tuy nhiên thì chúng ta hãy đi đến những phần mình thất vọng với chiếc điện thoại này. Đầu tiên thì mình phải nói ngay với các bạn đó là về con chip. Redmi 5A các bạn sẽ được trang bị con chip là 425 của Snapdragon. Thì ở đây các bạn sẽ chỉ có con chip là MediaTek Helio A22 mà thôi. Thực ra là theo nhà sản xuất ấy, thì xung nhịp của con chip này tốt hơn, đó là 2,0GHz so với 1.4GHz trên con chip 425 của 5A. Nhưng mà quá trình mình trải nghiệm thực sự rất tệ. Chúng ta cùng bắt đầu với những cái tựa app hàng ngày trước, ví dụ như là Facebook này, và đặc biệt là YouTube, thì mình thấy rằng trải nghiệm quá tệ. Khi mà các bạn lướt newsfeed này thì các bạn sẽ thấy nó giật kinh khủng luôn. Và các bạn đổi sang các tab khác thì cũng thấy rằng nó có sự delay không hề nhẹ. Khi mà đổi sang các cái app như là YouTube thì các bạn bật video thì mặc dù video chạy trơn mượt, tuy nhiên khi mà các bạn kéo video thu nhỏ xuống dưới này, rồi là bạn quay ra màn hình chính để các bạn mở các video khác thì nó giật kinh khủng luôn. Mình không hiểu tại sao trên đời này lại có một cái máy nó giật như thế. Thực ra mà nói thì cái tầm giá 2 triệu này các bạn không thể yêu cầu nhiều. Tuy nhiên nếu mà các bạn so với một vài chiếc điện thoại khác như là Nokia 1 hoặc là chiếc Redmi 5A thì chắc chắn là chiếc điện thoại 6A này không thể bằng được hai chiếc điện thoại kia trong cùng tầm giá như thế. Còn về những cái phần khác, ví dụ như là khi mà bạn thoát ra ngoài màn hình thì mình thấy rằng nó vẫn khá là mượt mà. Tuy nhiên là chẳng có ai mua điện thoại về mà chỉ có lướt cái menu này không cả. Chắc chắn là phải dùng mạng xã hội rồi. Và những cái mạng xã hội như là Facebook và cái tin nhắn Messenger thì mình thấy rằng nó thực sự đơ. Và mình cũng thấy rằng đây là một cái sự bất tiện rất lớn dành cho người sử dụng. Song song về cái phần mình chưa thích về hiệu năng thì chúng ta hãy cùng nói đến camera. Nếu mà để so sánh về thông số giữa 5A và 6A thì mình thấy rằng là đây là một chiếc điện thoại không những là không có gì thay đổi mà hình như nó còn cải lùi đi một chút. Các bạn vẫn sẽ có camera sau với độ phân giải 13 megapixel cùng thông số y nguyên so với chiếc Redmi 5A. Camera trước thì các bạn vẫn sẽ có độ phân giải là 5 megapixel. Tuy nhiên cái khẩu độ này lại bị giảm đi so với chiếc 5A là f2.2. Mình chưa có thử so với những cái bức ảnh chụp thực tế, nhưng mà riêng về cái thông số này thì có lẽ là đã ghét luôn cái thái độ rồi. Chắc chắn là các bạn sẽ chụp ở trong cái điều kiện thiếu sáng nó tệ hơn so với chiếc điện thoại Redmi 5A. Còn với những chiếc điện thoại như là Meizu hoặc là Nokia thì mình chưa có thử, thì không biết là kết quả thực tế nào, nhưng mà mình sẽ có thử trong những video lần sau. Nói tóm lại, theo mình đây là một chiếc điện thoại không có quá nhiều cải tiến so với chiếc Redmi 5A. Nếu mà các bạn nhìn vào cái phần nó nhỉnh hơn ý, thì có lẽ chỉ là nhỉnh hơn về thiết kế, màn hình to hơn để các bạn có thể xem được nhiều thông tin hơn mà thôi. Chứ còn về hiệu năng, về camera, về quá trình trải nghiệm các bạn sử dụng thì mình thấy rằng thực sự không đáng mua trong tầm giá dưới 2 triệu như này. Nếu là mình thì mình chắc chắn là không lựa chọn chiếc điện thoại rồi, bởi vì mình là một người yêu cầu cấu hình cao. Còn bạn nào muốn một chiếc điện thoại giá rẻ này, màn hình to này, ôm tay thiết kế vừa vặn thì hoàn toàn có thể chọn chiếc 6A như này. Hiện tại thì chiếc điện thoại này đang có giá rất là tốt ở Seldesk, mình sẽ để link ở ngay dưới đây để các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên bấm like, subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube của Review Dạo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.